sau dịch này em khổ, tao thấy mình thắng có còn việc làm sướng em nội. Làm cũng mệt tới mẹ cái bộ tình sướng luôn. Làm ai thiệt giờ kêu làm gì khổ anh cũng làm nha. Dịch đói. Thì bây giờ công việc của em nó vậy rồi. Không phải ở nhà không. Ở nhà mẹ. Thì có giọng ca nhưng đang trường đi ca cũng đỡ ha, đỡ đói ha. Dịch này đói sao thấy ngự nặng nề chứ anh không? Mày ăn gì nhiều đấy đâu mày không mập. Ủa, bữa em thấy cái nhà anh có cái chăn phải không không? Có chăn sức khỏe. Mập đang đói như đang trường mập. Trên không? Sao mấy ngày này ăn cái mì gói rồi không sao tự nhiên lên ký trời. Thằng đầu chất cũng nặng hơn anh á em á. Sao? Ồ. Ăn mì gói không cha? Không. Tôi căng hư thắng nhiều ký. Em chắc xuống ký quá. Trời ơi. Sáng mưa. 64 kg 15 cho 64 hay trời cũng nặng ít dây nặng vô nội nhỏ 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 bây giờ anh có một cách này chơi nè. Cách gì? Bây giờ anh có cách này chơi muốn kiếm tiền không? Sao muốn thật vậy? Mới đang vỡ muốn kiếm tiền chứ. Hồi nãy á là ông Hùng căng là em thấy số ký đúng không? Nhưng mà cái lúc mà em lại em căng ổng đi đâu rồi? Đi đâu bây giờ? Cá với bộ cá ổng. Cá ổng em kêu ổng chấp bao nhiêu ký á, hay không? Trên chừng ký, 2 ký gì á, ăn ổng cá nhiều tiền á. Ổng sẽ không tin nó, mày nhiêu ký đâu, tao biết đâu, tao chấp. Anh sẽ nói vô, em mới căng bao nhiêu đó ký à. Ít lại số ký cái mình kêu cũng chấp. Hay không? Cho ổng chấp 18 ký. 17. 17 80 kg 8 thì em 64 17 là 81 rồi là vừa đủ ăn ông vậy. Ông mới không biết ông nghi ông mới thua tiền. Mày không hớt được bao con trai tôi bi không tình yêu. Ai ai cho anh Hùng nhớ tao Hùng luôn. Mày tính cá ông nhiêu? Cá ông cái năm xì tiền ăn năm xì nhậu con trai. Bây giờ cho anh Hùng đi. Anh Hùng mày 130 mà còn 129 cho anh thiếu ngàn. 129 đồng hội rồi còn 129 như 130 cho anh thiếu ngàn đi. Anh Hùng 130 nha. 129 nè. Thì 130 không chịu. 129 là 129 nè. Này sao tính toán ghê có ngàn bạc anh em. Tao chỉ kẹo cho mày muốn gì nữa. Đi kêu Hùng. Có cửa đông chứ bà. Anh Hùng. Ê Hùng ơi! Lẹ có kèo thơm rồi. Lẹ lên. Ăn đá ỉa miết dịch cổ. Ăn biết ăn gì đá ỉa miết. Ăn mừng quầy đá ỉa. Đi lòng đi ông đi rồi xuống nghe ăn ỉa. Ờ chú là biến không vậy là anh liền bánh không à? Giờ dài. Mời là anh kèo có gì nói anh nhé mắt. Hả? Đó à thắng là có kèo thơm gì con cơ kèo mới có kèo thơm rồi chứ anh có kèo thơm à bây giờ anh em mình anh muốn chấp em bao nhiêu số ký à đó anh chấm bao nhiêu thì mày nói nhiêu chấp nhiêu ông nhắm được chứ anh chấm mày 15 ký đâu mày 15 ký bây giờ anh chấp em nhắm chấp em 17 ký không 17 ký hả 17 ký anh chấm 84 ký à à nhiêu giờ chấp nó nhiêu đó 17 ký dám chơi không ừ kèo chơi không tính toán rồi cha chơi kèo gì nhiêu sam bốn nghìn sam mốt ký à năm ông sam mốt ký đang mày lộ mày kèo 1 triệu
Trời ơi, chơi dưới đất này. Thằng nào thắng là chắc chiều nay dắt đi làm chầu nha. Mà đồ quá xá mà đồ bán được. Mua đồ về đây đi quốc. Ok không? Ok. Làm sao? Làm sao? Bây giờ làm kèo kiểu đó chơi. Trăm chín nha. Ok. Sao? Mày nhiều kiếm này leo lên nè. Rồi, ok. Rồi, thắng lên trước không? Xin tiền liền nha. Ok, có tiền. Là có như là vừa đo số ký là bắn tiền liền không? Ok. Đây, tiền. Quá trời đây. Rồi. Lên này. Nhiều. 6. 63 ký 9. Coi cho 64 này. Chút trừ cho 10 trừ dân lãng. Rồi, tới anh Hùng nè. Tới Phan nhiêu là sao nhiêu? 63 ký 9 giờ 64 thì chút trừ lãng. Rồi, bây giờ tới anh Hùng nè. Rồi. Nhiêu? 82 kg 7. 82 kg 75 là nhiêu? Trừ nhiêu? Là ông 82 kg 75 là nhiêu? Trừ 17. Em nãy 63 cho 64. 64 này. 17 kg là có 81 à? Cộng vô 14 kg. À, cộng 17 kg là 8 là 81 kg. Ủa kỹ ta? Ủa gì kỳ vậy ông ơi? Kỳ vậy? Ủa chết mẹ bị dính bẫy rồi. Cho con. Ai bẫy ra? Nó rền quá, nó xuống đây nó dự định mượn tiền mình để ăn. Nhưng mà mình cũng rơi vào cái hoàn cảnh y chang vậy thôi. Trong tay mình chỉ có mình thắng bảnh là nó giàu nhất à. Đó, lừa gạt, nó đi đó đi điểu, lừa gạt gái cho tiền nhiều không ơi. Khi mà bé nó xuống mượn tiền mình á, thì là mình có một cái ý định giúp bé để lấy tiền thắng cho nó xài. Tại vì mình có cái khả năng, hồi trước mình đi chơi thể thao á, cái mình có cái khả năng đặc biệt lắm. Mình uống một hơi, mình đã từng thắng cược rất là nhiều người. Mình uống một hơi 3 lít nước, tương đương với 3 kg. Hồi trước mình đi chơi thể thao mình uống nước nhiều lắm. Cho nên mình lấy cái khả năng của mình ra để mà giúp bé kiếm tiền xài. Nhưng mà lấy tiền đó rồi có xài được không? Ủa vậy hồi nãy ông cánh được có 80 kg 8 là sao? Tao cần 80 kg. Mày làm gì mày biết? Hồi nãy em đứng sau lưng anh rồi. Ủa nãy kỳ vậy ta? Sức mạng 129 luôn. Thì miễn sao này mày coi lên nè, mày coi lại nè. Ông nội. Đó. Chích mày răng luôn. Ông chơi gì vậy? Thấy không? Sao giờ? Rớt hai trứng cúc ổng xuống nhà. Mọc cái điện thoại nè. Giờ nó bỏ ra cho mày coi lại lần nữa luôn nè. Trời ơi. Không lẽ cái điện thoại nặng dữ à? Ủa sao kỳ vậy cục vậy ta? Mi ran à. 83 kg 7 á, thấy không? 83 kg 75 luôn ơi ơi á. Đó, để cho mày lụt luôn á. Vậy khoan, để cơ tính nãy anh chấp bao nhiêu? 17 kg. 17 mà. Lại đây, 17 kg. 17 mà nãy em nhiêu? 64 kg. Rồi cộng 17 kg vô, cho mày 64 kg luôn á. Rồi đúng rồi. Mà có 81 à, còn 83 kg 7. Kỳ ta. Ủa sao kỳ cục vậy ta? Ông điện có bỏ gì không em? Cho mày lụt luôn á. Xét không được rồi. Ủa cũng vòng nha. Wow. Đó, thấy không? Giống vậy. Mạng 129 luôn rồi. Giống gì? Khùng không? Ủa sao hồi nãy anh canh lên là 80 kg 8 mà. Có nhiều tiền đi. Rồi, tự nhiên chị nói anh cũng có nhậu mà anh thua 129 ngàn nè. Em muốn tưởng số ký anh vậy, em hùng nó 130. Trời ơi. Mẹ mà kêu. Hồi xong luôn. Hồi xong luôn. Mày có tiền có kèo nhậu không? Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Là sao không? Không gì. Đưa tiền cho bé là sao? Ủa, bé không có tiền. Bé giờ ăn, ổng không có tiền. Không có tiền.
Ờ lấy mày, mày mày có liên hụt là mày bây giờ anh hụt anh kêu chở bớt kia nha, chở bớt kia đi em không biết đâu. Trả ra trả không bớt còn chậm mấy con bóng ra hết bây giờ bóng hết kiểu lắm nha. Thôi anh yêu mày 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 đéo đó hỏi không đi khùng hả đi muốn muốn năm nhanh đồ mọi nhậu đồ năm nhanh để cho tôi mượn gạo luôn quá quá quá. Ủa vậy là chở không chậm hết chứ chứ để tôi ai đâu đồ cái gì để tôi ai bây giờ tôi em đâu cái gì. Cho anh ăn luôn, cho anh ăn cái mập luôn. Trời ơi,